Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. I'm Ice Cream. Cái game này các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng cream rất là hung dữ. Tức là khi chơi tới game này các bạn phải đóng vai là một vai xấu. I don't understand. This is terrible. I hope no one got hurt badly. Ở đây thì có một chiếc gì. Let's go. What happened? So okay, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Ice Cream Eye. Ok, và mình sẽ phải xuống từ tầng 2 xuống. Trèo xuống đường nữa này. Sau đó thì mình sẽ đi giải cứu cô gái này thoát khỏi ông ta. Let's go. Oh my gosh. Hey,
rồi, và còn một món đồ nữa thôi. Ok, mình sẽ ra chỗ xe vàng đây. Ở xe vàng này thì có một chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra, xem bên trong có gì không. Đây rồi. Ok, ông ta đang đi rồi. Let's go. Và mình sẽ cầm cái này để trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Ông ta đi đâu rồi? Ông ta đây. Ok, let's go. Careful. Okay, let's go. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt hộp thức ăn này cho mèo và cho xe. Let's go. Rồi mình sẽ chui qua đường ống này. Thì đường ống này chui sang một căn phòng, mà căn phòng đó thì bị khóa kín bên trong. Rồi mình sẽ treo lên đây. Ok, let's go. Sau đó thì mình sẽ xuống và lấy cái bình ga ở dưới này. Wow, ông ta nghe tiếng thôi. Chuồn nhanh thôi. Ok. Let's go.
rồi lại quay về cinema. Chúng ta sẽ phát hiện ra mình rồi. Okay, let's go. Và đây là chiếc chìa khóa mà ông ta đã giam cô gái này. Ông ta dám cất ở đây. Thái thật. Ok, let's go. Và mình đã giải cứu được cô ta thành công. Cô bé thành công. Ok. Sau đó thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Ice Cream One. Let's go. Phần 1 tới game này thì ông ta bắt cậu bé này. Và cậu bé này cũng là bạn của mình. Wow. Let's go. Tựa game này mới sửa một số lỗi. Mình không biết là sửa những lỗi gì. Và mình thấy có vẻ là mượt hơn một chút. Màu sắc của cũng nó cũng đẹp hơn. Ok. Sau quán cà phê nào. Ok, let's go. Chuẩn thôi. Ok,
Ông ta đang đây, xuống đây nào. Rồi các bạn sẽ bỏ lại vào đây. Và còn lấy một món đồ nữa. Đi đường vòng của trên chiếc xe này. Ok. Sau đó thì vào trong lấy một món đồ tiếp theo. Và mình sẽ xem ai làm việc ngày hôm nay. Anthony. Thì mình phải ném vào người ta thôi. Ok, sau đó quay lại. Ông ta dễ nghe thấy tiếng lắm. So, let's go. Ok, ông ta sẽ ngất mất 1 phút. 1 phút mà này thì mình sẽ có thể đổ được đầy xăng. Chui xăng nào. Let's go. Rồi ok, quay lại thôi. Mong sao ông ta vẫn chưa tỉnh dậy. Ok, ông ta vẫn chưa tỉnh. Wow, vừa kịp lúc ông ta tỉnh luôn. Né nó của ta đi. Xuống luôn. Rồi mình sẽ chui sang đây. Đây rồi. Thank you.
Let's go. Và lên trên này các bạn sẽ tìm một tấm thẻ tên là Anthony. Đây rồi, Anthony đây. Một ông già. Quay trở lại quán cà phê. Let's go. Chúng ta đang đâu vậy? Chạy đó, tính sao? Ta đang ở đâu? So let's go, đi cái này nào. Oh my gosh. Chỉ khi ông ta đã ở chỗ này rồi. Ok. Và bây giờ thì mình phải tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Ok, let's go. Và đây chiếc chìa khóa để cứu cậu bé này. So, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Dark Ice Cream. Play. Ok, level 11. Level này thì các bạn phải đi tiêu diệt những anh chàng Ice Cream. Những anh chàng rất là xấu xa. Mình sẽ chọn khẩu M4 này đi. Ở gần đây có một người. Oh, anh ta đã phát hiện ra mình. Ok, tiếp tục.
Ok. Sau đó thì mình sẽ vào trong ngôi nhà này. Tiếp tục mở cánh cửa đây ra. Đây rồi. Lex. Level 12. Hai level 11 thì đây là level 12 này. Ok. Ở đây thì mình cũng phải tiêu diệt 5 anh chàng tất cả. Let's go. Sáu anh chàng tất cả chứ. Wow. Rồi, mình lại vào trong ngôi nhà lấy tiếp. Chắc là căn phòng bên này rồi. Một khẩu nhòm. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Ice cream bar. Hồng cây. Chị đã bị ông ta phát hiện. Wow. Sự bình xâm tâm. Lần trước mình chơi từ game này thì bị lỗi, lần này thì xem không biết có lỗi không. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bắt ice cream. Không.
Så, bare ved at det er min selv sejlede grøn der. Level 6. Hvad siger coi như là có một chấm đỏ, mình sẽ lên tìm xem trên tàu. Oh my gosh, what? Bị lỗi rồi các bạn ạ. Game phần này bị lỗi và mình không có lối ra luôn. Đó, ok. Và luôn trong một căn phòng mà không có lối ra. Nó bị lỗi tựa game. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Bắc Akrito. Let's go. Điều này cho bắn keo đuổi theo ông bà. Bài chắc là đi theo ông ta để xem ông ta đi đâu. Ông ta đã dừng lại luôn và hai người đã hòa nhập vào một. Wow. Tức là phần này các bạn phải đi cùng với ông ta và ông ta xem ông ta đi đâu thì các bạn đi đó.
Rồi, và mình sẽ đi chậm lại. Đi xong ta. Ta chuẩn bị dừng ở đây rồi. Biết ngay mà. Mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.